Thưa quý khán giả, do trong thời gian ngắn có nhiều người mắc bệnh và tử vong vì căn bệnh ung thư, nên nhiều hộ dân sinh sống ở tuyến kênh Hòa Đồ thuộc ấp Khánh Tư, xã Đồng Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau luôn sống trong nỗi hoang mang, lo lắng. Điều người dân nơi đây mong muốn là ngành y tế sớm tìm hiểu nguyên nhân để người dân biết cách phòng ngừa. Tuyến kênh Hòa Đồ thuộc ấp Khánh Tư, xã Đồng Thới có chiều dài khoảng 2 cây số với hơn 80 hộ dân sinh sống. Qua theo dõi và thống kê sơ bộ, trong 5 năm nay có đến 30 trường hợp mắc bệnh ung thư, 24 trường hợp tử vong. Gia đình ông Danh Văn Ken là hộ dân cố cụ ở đây. Mỗi khi trong xóm phát sinh trường hợp mắc bệnh ung thư, ông cũng như bà con lân cận thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ. Ông cũng chạnh lòng vì quá nhiều người mắc bệnh. Bản thân mình thì mình cũng lo lắng, thì sợ sau này có bệnh giống người ta. Trước thực trạng xóm có nhiều người mắc và tử vong vì bệnh ung thư, người dân mong muốn ngành y tế, cơ quan chức năng sớm nghiên cứu, tìm hiểu nguyên nhân về sự bất thường này. Cái bệnh này nó xuất hiện ở địa phương này đó là từ sau khi chuyển dịch tới giờ, tức là từ hết năm 2001, nhưng mà cái bệnh mà chết nhiều đó thì khoảng năm 2014-15 trở lại đây. Cho nên này tôi cũng kiến nghị là với các cái cơ quan nhà nước, rồi các cái bộ phận chuyên môn, kể cả là các cái nhà chuyên gia này khác có thể nghiên cứu coi nó phải như vậy hay không, để rồi giúp cho đồng bào đó là tránh khỏi cái bệnh đó là nguy hiểm này. Cái vấn đề này thuộc về chuyên khoa sâu, trạm đã báo lên trung tâm y tế để ở trên có một cái cuộc nghiên cứu cụ thể, xác thực và sâu hơn để nhằm tìm ra được cái nguyên nhân, để hướng dẫn cho người dân có cái cách phòng bệnh cũng như là chữa bệnh trong cái thời gian sắp tới đạt hiệu quả tốt nhất. Trong thời gian chờ đợi ngành chuyên môn nghiên cứu tìm hiểu nguyên nhân xem có bất thường liên quan đến bệnh ung thư hay không, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên quá lo lắng, cần duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý và rèn luyện thể lực để nâng cao sức khỏe. Bên cạnh đó, kết hợp thăm khám sức khỏe định kỳ để tầm soát đối với những trường hợp có nguy cơ cao, nhằm phát hiện sớm và điều trị kịp thời